Bí mật giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong ngành giải trí. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về Hứa Khải, một nhân viên kiểu mẫu trong làng giải trí và câu chuyện đằng sau sự hợp tác của anh với Đàm Tùng Vận trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Mở đầu màn sét đánh, sự nghiệp diễn xuất của Hứa Khải là sự song ca giữa sức mạnh và may mắn. Từ năm 2018 đến năm 2024, trong 6 năm, Hứa Khải tham gia tổng cộng 19 tác phẩm, trong đó có 16 tác phẩm là nam chính. Thành tích này đơn giản là tấm gương của một người lao động kiểu mẫu trong làng giải trí. Hơn nữa, những nữ diễn viên mà anh hợp tác hầu hết đều là những người nổi tiếng hàng đầu trong ngành. Nguồn lực này cũng đáng ghen tị. Nhưng điều kỳ lạ là dù kỹ năng diễn xuất của Hứa Khải trong mọi bộ phim đều thuộc hàng đỉnh cao, ngoại trừ vai phó sát Phục Hằng trong Diên Hy Cung Truyện đã khiến anh thành công vang dội, và Hỏa Quân Học Viện với Bai Lu, anh ấy đã trở nên nổi tiếng trở lại. Ngoài làn sóng Tìm Kiếm Nóng, khoảng chục tác phẩm sau đó không gây được tiếng vang nào. Điều này khiến mọi người thắc mắc, phải chăng vì kỹ năng diễn xuất của Từ Khải chưa đủ? Hay vận may của anh ấy đã hết? Cho đến khi gặp Đàm Tùng Vận và cả hai cùng hợp tác trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao, tất cả người hâm mộ dường như chỉ sau một đêm đã có được ngoại hình của Hứa Khải, đồng thời mở khóa một phiên bản mới của Hứa Khải cao ráo, đẹp trai và lấp lánh trong mắt anh. Phản ứng hóa học này quả thực là một kỳ tích trong làng giải trí. Song ca sức mạnh và may mắn, sự nghiệp diễn xuất của Hứa Khải, tác phẩm nổi tiếng Diễn Hy Cung Truyện của Hứa Khải hợp tác với Ngô Cẩn Ngôn, đóng vai phụ phó sát Phục Hằng trong vở kịch. Khi đó, anh vẫn còn chút béo trẻ con, nhưng không ngờ anh lại trở nên nổi tiếng và nổi tiếng chỉ trong một lần. Không ai khác có được loại may mắn này. Kể từ đó, sự nghiệp diễn xuất của Hứa Khải coi như thất bại, anh thường xuyên thống trị màn ảnh với tư cách nam chính số 1. Phạm vi diễn xuất của anh ấy rất rộng, bao gồm tất cả các chủ đề, bao gồm múa rối cổ xưa, thời hiện đại, Trung Hoa Dân Quốc, thần tượng tuổi trẻ. Anh ấy đã diễn xuất hầu hết trong số đó, sức mạnh này không thể được đánh giá thấp. Tuy nhiên, mặc dù Hứa Khải đã tham gia hơn chục bộ phim và hợp tác với nhiều nữ diễn viên hạng A, nhưng rất ít bộ phim một lần nữa tạo nên cơn sốt tương tự như Diễn Hy Cung Truyện. Điều này khiến mọi người phải suy nghĩ, phải chăng vì kỹ năng diễn xuất của Từ Khải chưa đủ? Hay vận may của anh ấy đã hết? Trên thực tế, không ai trong số họ, trong hội chợ trang điểm của làng giải trí, không thể thiếu cả sức mạnh và may mắn. Sự hợp tác giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và may mắn. Kỳ tích Starlight với Đàm Tùng Vận, sự hợp nhất linh hồn và phản ứng hóa học. Thành thật mà nói, Đàm Tùng Vận thực sự là người bình thường nhất trong số rất nhiều bạn diễn của Hứa Khải, cả về chiều cao lẫn ngoại hình. Thế nhưng chỉ đến khi đóng cặp với Đàm Tùng Vận, khán giả mới cho rằng cả hai giống như một cặp, tự nhiên hợp nhau. Phản ứng hóa học này quả thực là một kỳ tích trong làng giải trí. Với Đàm Tùng Vận, trạng thái của Hứa Khải giống như đang yêu nhất. Ánh mắt giữa hai người là thật lòng. Trong mắt Hứa Khải có thể thấy một tình yêu lâu dài và mãnh liệt. Loại tình yêu này đáng để hồi tưởng, đáng mong đợi và đáng mơ ước. Đây chính là lý do khiến khán giả bị ám ảnh bởi sự kết đôi của họ. Nhìn lại những tác phẩm trước đây của Hứa Khải, chúng ta thấy rằng kỹ năng diễn xuất của Hứa Khải thực sự rất tốt. Dù là ánh mắt, biểu cảm hay sự phối hợp với bạn diễn, cô ấy dường như đều sánh ngang với nhân vật Han Tinh trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Tuy nhiên, luôn thiếu sự tương đồng về tâm hồn với các nữ anh hùng này. Thành phần và dấu vết diễn xuất rất nặng nề, cảm giác rất nhơn, không sảng khoái, không thư giãn và rất khó để hòa mình vào chúng. Chỉ có Đàm Tùng Vận mới đưa Hứa Khải vào trạng thái tự nhiên, chân thực và thoải mái. Mối quan hệ và phản ứng hóa học của họ đã khiến khán giả cảm động. Loại hiểu ngầm này không dễ tìm được. Nó đòi hỏi sự hiểu biết lẫn nhau, sự tin tưởng lẫn nhau và thành tựu lẫn nhau giữa các chủ thể. Cư dân mạng tranh luận sôi nổi, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận là
cặp đôi tự nhiên. Cư dân mạng cũng đang bàn tán sôi nổi về màn hợp tác này giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Một số cư dân mạng cho rằng, trước đây tôi biết Hứa Khải đẹp trai nhưng không có nhân vật nào có thể gây ấn tượng với khán giả, cũng không có nhân vật nào mà khán giả có thể xem đi xem lại. Chỉ có Han Tinh của Hứa Khải mới khiến người ta muốn dừng lại. Một số cư dân mạng cho biết, với Đàm Tùng Vận, chúng tôi đã thấy Hứa Khải trong trạng thái thoải mái và cống hiến nhất của anh ấy. Ngay cả những người hâm mộ cuồng nhiệt cũng sẵn sàng chúc phúc cho hai người tiếp tục mối quan hệ trong vở kịch thành hiện thực. Bằng cách này, điều đó sẽ thật tuyệt vời. À, một số cư dân mạng cho rằng, sự hợp tác giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đơn giản là một phép màu trong làng giải trí. Sự hiểu biết ngầm và phản ứng hóa học giữa họ đã khiến khán giả cảm động. Tôi hy vọng họ có thể hợp tác lần nữa và mang đến cho chúng ta những tác phẩm thú vị hơn. Phân tích chuyên sâu, sự song ca giữa sức mạnh và may mắn và phản ứng hóa học trong làng giải trí. Hãy nói nhiều hơn về sự nghiệp diễn xuất của Hứa Khải. Không có nghi ngờ gì về sức mạnh của anh ấy. Từ Diễn Hy Cung Truyện đến Hỏa Quân, cho đến nhiều tác phẩm tiếp theo, kỹ năng diễn xuất của anh vẫn luôn trực tuyến. Nhưng tại sao một số công trình lại không thành công? Điều này phải nói về sự may mắn. Trong làng giải trí, may mắn đôi khi còn quan trọng hơn sức mạnh. Bạn phải gặp đúng nhân vật và đúng đối tác để tạo ra tia lửa. Giống như khi Hứa Khải gặp Đàm Tùng Vận, sự hợp tác của họ giống như phản ứng hóa học ngay lập tức khơi dậy sự nhiệt tình của khán giả. Và loại phản ứng hóa học này không thể chỉ được thực hiện bởi hai người. Nó đòi hỏi sự hiểu biết ngầm và sự tương thích về tâm hồn giữa các diễn viên. Cũng giống như Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, khi ở bên nhau, trạng thái tự nhiên, chân thực và thoải mái của họ khiến khán giả cảm nhận được tình yêu đích thực. Vì vậy, đối với những diễn viên vẫn đang miệt mài hoạt động trong làng giải trí, đừng chỉ tập trung vào sức mạnh hay sự may mắn. Chỉ có sự kết hợp giữa sức mạnh và may mắn cộng với phản ứng hóa học khó tả mới có thể tạo nên kỳ tích ánh sao của riêng mình trong hội chợ phù hoa của làng giải trí. Cuối cùng, phải nói đến ý kiến của cư dân mạng về cặp đôi tự nhiên này. Mọi người đều cho rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo và mong họ có thể hợp tác lần nữa. Suy cho cùng, trong làng giải trí tìm được một người bạn đời tương hợp như vậy là rất hiếm. Với sự nổi tiếng ngày càng tăng, Đàm Tùng Vận đã liên tiếp góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình xuất sắc. Từ Giấc Mơ và Chiếc Vạc đến Tìm Kiếm, mỗi tác phẩm của cô đều thể hiện được khả năng diễn xuất xuất sắc của mình. Diễn xuất của cô trong những bộ phim truyền hình này không chỉ giúp khán giả cảm nhận được sự hiểu biết sâu sắc của cô về các nhân vật mà còn tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp diễn xuất của cô. Đặc biệt trong Under the Bridge, vai Duyên Dinh Xia do Đàm Tùng Vận thủ vai đã nhận được sự quan tâm và yêu mến lớn của cô. Cốt truyện của Under the Cloth hấp dẫn, hình ảnh ngọt ngào nhưng thông minh của Đàm Tùng Vận trong vở đã chiếm được cảm tình của đông đảo người xem. Nói đến thành tích diễn xuất của Đàm Tùng Vận, phải kể đến diễn xuất xuất sắc của cô ở lĩnh vực phim cổ trang. Cô đã giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình cổ trang với Under the Clothing, càng củng cố thêm vị thế của mình trong làng giải trí. Những giải thưởng này không chỉ khẳng định nỗ lực cá nhân của cô mà còn khiến khán giả thêm kỳ vọng vào những tác phẩm trong tương lai của cô. Sự nghiệp diễn xuất của Đàm Tùng Vận ngày càng phát triển và cô luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện dù ở sân bay hay trên màn ảnh. Nhan sắc và khả năng diễn xuất khiến cô trở nên độc đáo trong giới showbiz và giúp cô có một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả. Dù cô ấy chọn vai diễn và tác phẩm nào trong tương lai, chúng tôi tin rằng Đàm Tùng Vận sẽ tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ hơn cho mọi người bằng sức hút độc đáo và khả năng diễn xuất chắc chắn của mình. Vì vậy, chúng tôi cũng rất mong Hứa Khải và Đàm Tùng Vận hợp tác lần nữa để mang đến cho chúng ta những tác phẩm thú vị hơn. Suy cho cùng, sự hiểu biết ngầm và phản ứng hóa học của họ là một cảnh tượng độc nhất vô nhị trong làng giải trí.